160 triệu, rẻ như chiếc xe máy. Gate 2009, nhập khẩu Hàn Quốc, máy xăng, động cơ 1.1 số sàn. Giá bằng một chiếc xe máy, 160 triệu. Biển 30A47103. Xe zin không lỗi, cam kết không lỗi. Với tầm tiền 160 này thì mua một chiếc xe tránh mưa tránh nắng, đi được, 4 bánh, ngồi trong điều hòa mát lạnh, đi thì bền bỉ, không lỗi lầm gì, không phải sửa chữa, về chỉ được đi thôi. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2021 nhé. Chi tiết thì mọi người liên hệ đến 0907719111, liên hệ cho Lân Tùng. 160 bên trên là giá chào, còn giá chi tiết thì mọi người cứ điện thoại trực tiếp vào số đấy nhé, kết bạn vào Zalo. Mọi người xem kênh thì đăng ký kênh, like và chia sẻ, để lại bình luận phía bên dưới cũng tương tác. Đi một vòng quanh xe cho anh em xem nhé. Với một chiếc xe 160 thì không có gì phải bàn cả, đi được, không lỗi lầm. Đây lốp lát mới, lốp mới thay, còn dày dặn như này, chưa có dấu hiệu mục mọt gì cả. Bơm đúc. Sơn chất lượng thì đồng đều. Zin. Bóng đèn thì chưa ám ố các thứ. Logo Hyundai. Quay nhanh của phần cốp này. Keo chỉ thì zin. Xe không lỗi lầm gì cả. 160 một chiếc xe đi lại, nhỏ gọn nội thành, không lỗi lầm. Mua về chỉ việc đi và chạy, đổ xăng thôi, không phải sửa chữa gì. Chủ cũ còn có cả liềm. Anh em làm công việc liên quan đến cái này thì về có đỡ phải mua nhá. Mua kèm được cái liềm luôn. Quay keo chỉ vào cánh phụ sau cho anh em xem. Lốp lát thì dày dặn các thứ. Sạch sẽ chưa? Một chiếc xe có 160 bằng cái xe máy mà đi lại được 4 người, không lỗi lầm gì. Ghế lì, sạch sẽ, chưa bụi bặm gì cả. Đầu đài các thứ theo xe, điều hòa. Vô lăng bọc da còn đẹp đây. Sân xui, nút bấm chỉnh kính này, chưa bật. Táp ly cánh sần sùi. Tắt đèn. Đầu đài cho xe anh. Cả anh xe này thì đi từ 2009 giờ thì số khi đi km đi cũng khá nhiều rồi. Đăng kiểm đến tháng 7 2021. Số sàn động cơ 1.1, nhập khẩu Hàn Quốc, 2009, ghét, 160 triệu. Đèn, xe 2009 đèn mới toanh, hai bên đồng đều, dọn dẹp sạch sẽ rồi, mua về chỉ việc chạy thôi. Hông ten bên trên cụt bè mưa. Keo chỉ đây, 160 triệu chiếc xe không lỗi. Ngồi đằng sau thì rộng nhá, ghép thì chả cần phải bàn rồi, thương hiệu ngày xưa quá nổi tiếng. Ốc bản lề anh em có nhìn rõ không nhỉ? Không mở mông gì. Trần thì bọc da, ghế lì, chỗ ngồi rộng rãi. Ghét này ngày xưa rất nhiều người đi. Logo Hyundai mới cứng cựa. Tay số đây, hệ thống số 5 cấp. Chỗ ngồi rộng, la liếc các thứ bật vẫn kêu, còi bấm vẫn lên. Đi thì tiết kiệm 5-6 lít.
bằng một chiếc xe máy thì tội gì mà không mua con bốn bánh này mà đi. Mùa hè đến rồi, ngồi trong thì điều hòa mát lạnh. Xe thì chỉ hơi bẩn một xíu thôi, dở qua cái là sạch. Mọi người thấy ưng ý chiếc xe này thì liên hệ cho Lân Tùng nhé. Điện thoại 0907719111. Mời các bạn bớt chút thời gian qua cửa hàng xem xe. Anh em nào ở xa không có thời gian đến xem xe thì bên mình nhận giao xe trên toàn quốc. Chỉ việc ngồi ở nhà thôi, xe đến tận cửa ngõ, ship tận giường. 160 triệu. Giá trên là giá chào nhé. Anh em nào kết mà ưng thực sự thì cứ liên hệ trực tiếp. Xe thì không lỗi nhỏ. Cảm thấy ưng vào việc, vừa tầm giá là vào việc thôi. Biển 30A4174703. Lốp lam dày dặn. Ốp chân cứng nhé, trông sáng, độ đồng đều của sơn xe này. Khi mà chiếc xe ô tô thì bằng tiền cái xe máy, chủ đi thì giữ gìn, xe này về thì đa dụng, anh em đi chạy tí dịch vụ cũng được. Mua về đi gia đình chở 4-5 người, gia đình vợ chồng hai đứa con ngồi thoải mái, mưa không đến mặt, lắng không đến đầu. Anh em nào có xe muốn bán thì liên hệ cho mình nhé, mình đến thu mua nhanh gọn, giá cả phải chăng, giá hợp lý, mua bán nhanh gọn phát một. Rồi, cảm ơn anh em.